Xin rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin FBNC tối ngày hôm nay 8 tháng 12 năm 2016. Và như thường lệ, trước khi đi vào phần tin chi tiết, xin mời quý vị cùng điểm qua những nội dung nổi bật sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh lùi thời điểm triển khai truy xuất thịt heo đến 16 tháng 12. Nhiều hiệp hội kiến nghị làm rõ ai đứng sau TNA Ogilvy trong vụ nước mắm nhiễm arsen. Nhưng trước hết sẽ là thông tin, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục khuyến cáo người dân trước tin đồn đổi tiền. Thưa quý vị, trong cuộc trao đổi với báo chí về tình hình thị trường trong những ngày gần đây, ông Nguyễn Ngọc Cảnh là vụ trưởng vụ quản lý ngoại hối Ngân hàng Nhà nước một lần nữa khẳng định thông tin nhà nước sắp đổi tiền là hoàn toàn sai sự thật. Người dân cần hết sức thận trọng trong mọi quyết định mua bán, tránh những rủi ro cho bản thân. Trước đó, trên mạng xã hội đã xuất hiện tin đồn rằng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sắp đổi tiền và sử dụng người dân rút tiền để mua vàng và ngoại tệ, khiến tâm lý một số người dân hoang mang. Về việc này, Ngân hàng Nhà nước đã ra thông báo bác bỏ thông tin, đồng thời khuyến cáo người dân cần cảnh giác và đấu tranh trước những thông tin sai lệch, bịa đặt để tránh thiệt hại về kinh tế, ảnh hưởng đến đời sống và an ninh tiền tệ quốc gia. Việc thay đổi mệnh giá tiền của một số nước trên thế giới vừa qua không ảnh hưởng và không liên quan đến sự ổn định của đồng tiền Việt Nam. Vào chiều ngày 6 tháng 12 vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã giao ngành công an cũng như các cơ quan chức năng tìm ra thủ phạm phao tin đồn nhảm, làm ảnh hưởng đến kinh tế vĩ mô và môi trường đầu tư. Theo thông tin từ Bộ Y tế, thì trong năm 2017, mức đóng bảo hiểm y tế dự kiến sẽ vẫn giữ nguyên như hiện tại với mức 4,5% tiền lương tháng của người lao động. Theo Bộ Y tế, sau 2 năm thực hiện, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế, đến nay cả nước đã có 80,8% dân số tham gia bảo hiểm y tế. Dự kiến đến năm 2020 sẽ hoàn thành chỉ tiêu 91% dân số tham gia bảo hiểm y tế. Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn cho biết, trong quá trình thực hiện luật bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn, hiện vẫn còn một số hạn chế và bất cập, một số quy định còn chưa đầy đủ, rõ ràng, có thể dẫn đến nhiều cách hiểu khác nhau. Do đó, để sớm đạt được mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, việc thực thi các quy định của luật bảo hiểm y tế cần liên tục được đánh giá, nhận diện những vấn đề phát sinh, những hạn chế để kịp thời điều chỉnh. Vì vậy, sẽ chưa nâng mức tăng đóng phí bảo hiểm y tế ngay trong năm sau. Trước đó, vào cuối tháng 8, khi điều chỉnh tăng viện phí có tính thêm tiền lương, Bộ Y tế đã trình Chính phủ các phương án tăng mức đóng bảo hiểm y tế để đảm bảo nguồn chi khám chữa bệnh và lương cho nhân viên y tế với mức tăng từ 0,3 đến 0,5% một năm. Cách đây không lâu, thì cơ quan chức năng đã công bố công ty trách nhiệm hữu hạn liên doanh TNA Ogilvy chính là đơn vị tài trợ khảo sát nước mắm của Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam Vinastat. Và mới đây, thì một số hiệp hội tại Việt Nam đã chính thức kiến nghị yêu cầu làm rõ ai thực sự là đơn vị chủ trì hoạt động tài trợ của TNA Ogilvy. 6 hiệp hội gồm Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP, Hiệp hội Nước mắm Phú Quốc, Hiệp hội Nước mắm Phan Thiết, Hiệp hội Nước mắm Nha Trang, Hiệp hội Nước mắm Cát Hải, Hội Lương thực và Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh vừa có kiến nghị lên Thủ tướng, Bộ Công Thương, Bộ Công an và một số bộ ngành liên quan đến vụ việc về nước mắm thời gian qua. Trước đó, cơ quan chức năng đã công bố đơn vị tài trợ khảo sát nước mắm cho Vinastat chính là công ty trách nhiệm hữu hạn liên danh TNA Ogilvy. Bản thân Vinastat cũng đã có văn bản xin lỗi chính thức về thông tin nước mắm truyền thống nhiễm arsen. Tuy nhiên, theo văn bản kiến nghị của nhóm hiệp hội, việc công khai danh tính đơn vị chủ trì các hoạt động tài trợ cùng với lời xin lỗi của các đơn vị chủ trì gây nên sự cố có lẽ là biện pháp răn đe hiệu quả, nhằm tránh tình trạng cạnh tranh không lành mạnh, sử dụng truyền thông và nhiều tổ chức khác nhau gây tác động lớn đến người tiêu dùng như vụ việc vừa qua. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ lùi thời điểm triển khai truy xuất nguồn gốc thịt heo trên thị trường đến 16 tháng 12 tới, thay vì vào ngày 10 tháng 12 như kế hoạch. Đây là thông tin vừa được ông Nguyễn Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết. Tại buổi họp báo công bố tiến độ triển khai đề án quản lý nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo diễn ra vào sáng ngày 8 tháng 12, ông Nguyễn Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết, trong quá trình chuẩn bị cho việc triển khai, đề án gặp một số vướng mắc như việc đặt hàng máy móc thiết bị chuyên dụng cho các chủ thể liên quan chưa kịp, phương tiện vận chuyển thịt từ các chợ đầu mối và các chợ lẻ chưa đồng bộ, số lượng thương lái và cơ sở nhỏ lẻ đăng ký tham gia chương trình còn thấp. Để có thời gian chuẩn bị tốt hơn trước khi chính thức triển khai việc truy xuất ra thị trường, Sở đã xin ý kiến thành phố cho lùi thời điểm thực hiện. Tôi muốn kéo thêm cái thời gian này để có thêm thời gian cho các cái cơ sở đăng ký thêm, chuẩn bị thêm. Chứ lần trước các anh chị thấy là vẫn còn một số các cái kênh hiện đại chưa tham gia. Nhưng lần này thì gần như là hầu hết các kênh hiện đại đã tham gia rồi. Chúng tôi muốn kéo dài thêm thời gian nữa. Nói như vậy không có nghĩa là chúng tôi coi đó như là một cái nguyên nhân, mà về phía chủ quan chúng tôi cũng có những cái cập rập trong chuẩn bị và cũng có một số các cái công việc phải điều chỉnh lại cái quy trình, điều chỉnh lại một số các cái thao tác, điều chỉnh lại một số các cái giải pháp, cho nên là rất mong các anh chị thông cảm và
các anh chị ủng hộ theo cái hướng là việc lùi lại 6 ngày là để cho cái sự chuẩn bị nó tốt hơn. Đại diện Sở Công Thương cũng cho biết, việc triển khai truy xuất nguồn gốc thịt heo từ ngày 16 tháng 12 tới sẽ áp dụng trước hết với kênh phân phối Hiện Đại. Sau khi làm thành công với kênh này, mới áp dụng cho 2 chợ đầu mối là Bình Điền, Hóc Môn và 4 chợ lẻ là Bến Thành, Thái Bình, Hòa Bình và An Đông. Hiện Sở đã hoàn thành công tác tập huấn cho các đối tượng liên quan, hoàn thiện các phần mềm ứng dụng và đã cho chạy thử các ứng dụng tại một số khu vực nội bộ. Sở cho biết, trong thời gian đầu, thành phố sẽ hỗ trợ 50% chi phí vòng nhận diện cho các trang trại tham gia chương trình. Đến với chương mục mỗi ngày một con số hôm nay thì chúng tôi muốn nhắc đến con số gần 38.500. Đây là số lượng các chuyến bay bị chậm chuyến và hủy chuyến trong 11 tháng năm 2016. Mặc dù trong 11 tháng năm 2016 thì các hãng hàng không Việt Nam đã thực hiện hơn 228.000 chuyến bay, tăng xấp xỉ 37.000 chuyến. Tuy nhiên thì cũng có hơn 36.800 chuyến bay bị chậm và khoảng 1.600 chuyến bay bị hủy, đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Các nguyên nhân chủ yếu là do kỹ thuật của hãng hàng không, trang thiết bị tại cảng hàng không hay do thời tiết v.v. Và đáng chú ý thì vẫn là nguyên nhân do chuyến bay trước bị chậm dẫn đến tình trạng chậm dây chuyền, khiến hơn 11.400 chuyến bay chậm theo là gây phiền hà cho khách đi máy bay. Nhìn chung thì Cục Hàng không Việt Nam đánh giá nhóm nguyên nhân chủ quan từ các hãng hàng không, cảng hàng không chiếm hơn 40% tổng số chuyến bay chậm, gián tiếp gây nên tình trạng chậm dây chuyền. Vừa rồi là những tin tức trong nước và xin mời quý vị cùng tiếp tục với những nội dung nổi bật sau đây. Số người chết trong vụ động đất ở Indonesia đã vượt 100 người, bệnh viện địa phương đang quá tải. Sau khi được dỡ bỏ cấm vận thì Iran ký thỏa thuận tăng cường khai thác dầu với tập đoàn Shell.